Các bạn hiểu nhận đi, chúc mừng năm mới nào. Chúc mừng gia đình. Ôi trời ơi. Để nào. Để nào làm một. Nhanh rất là tài. Quanh. 2022. Chuẩn bị vô năm mới. Thêm tủ mới. Khách đợi gì lo, ở trên này cũng nhiều nghe. Rồng ngồi rồng kéo kéo nè. Ừ. Cái kéo 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 đó hả? Ngồi. Ừ. Rồi mình mở ra mở ra. Đồng hồ 150.000, 150.000 đô. Cũng xịn nữa. Nó 150.000 đô sẵn ngang. Là mấy tỷ à? 3 tỷ mấy. Nhiều quá chẳng biết bao nhiêu tiền. Gần 3 tỷ rưỡi nha. 3 tỷ mấy. Mình đâu mình ở bên đó không biết làm ăn được không? Hey. Không biết. Mấy nâu trở về cũng được thì phải. Nhưng mà tiền nhiều. Nhưng mà tiền nhiều quá rồi. Thằng dưới đó mới về kìa. Mới về bình thường. Nhưng mà giá vé máy bay là... Vì phải cách ly nữa. Cách ly tập toàn. Mới đi hết cách ly rồi đây. Qua tháng 1, qua, bắt đầu qua tháng 1 là hết cách ly rồi đó. Rồi trước tính về cách ly xong rồi bằng ra cái giờ về.
Có được 2 mũi hộ chiếu vaccine là đi về. Ồ, mà mày phải nấu chắc mũi thứ 3 rồi má ơi. Thì ý là 2 mũi là được về rồi đó, 2 mũi là không cần nữa rồi đó, còn mũi thứ 3 thì hết cần luôn. Hết cái đây rồi, hết cái đây tập trung rồi. Thôi, không cần phải yêu thích mà. Thì em hiểu mà. Không đi về mà đi small mua áo mua quần bên này mua mua đồ mặc đồ đi mua đồ mặc bình thường thôi. Mỗi khi mua gì không biết khi mua gì nữa, không biết mua gì đồ ren đồ tao ấy là tổ em đang chọc em mà ông bạn em mua chị nè, mua chị đang chọc em mà chị vợ ông bạn như nó toàn ở nước ngoài vậy không phải nắm biết phải biết mà hỏi chứ bạn toàn đi ăn toàn đi ăn đi bạn đây là bạn giấu đầu lồi đuôi bạn nói thiệt á. Hành tinh, chọc hành quả, hành đấu, chọc nội đâu. Gì mà sợ đó bây? Biết lăn không? Là con nói là không bao giờ giấu được gì đâu. Rồi u lây tết đi rồi là không? Ta cặp ta mới cặp mới đi mà vậy. Cũng gì, cũng gì. Nó thì Tết này chắc người ta cũng ít đi. Dịch mà cũng sợ. Đóng thành cái gì nè. Khách sạn kia bất ngờ lại chứ không? Thường làm đó lại không? Có thấy một cái tay mồ bạn như đi ra. Tay mồ ra. Quay cái kia đi nghe. Ê, họ xuống luôn. Ủa, rước kêu Huệ quay đi chứ tự nhiên Huệ ở đây làm chi trời trời trời, rảnh ghê trời. Cái Huệ quay đi. Quay quay nhà. Không có máy quay chị đem đây đâu mà ai đem xuống dưới kìa chỗ cái đó kìa. Ok ở đây. Cái menu kìa, chỗ cái menu á đem xuống rồi cho con họ không làm mất. Chứ nghĩ rằng Huệ quá lắm chứ Huệ quá quay mà tụi hắn quay luôn đi rồi. Thank you.